Dự báo thời tiết ngày 1 tháng 10 năm 2021, thành phố Lai Châu, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm 79 đến 97%. Mường Tè, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Sìn Hồ, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Than Uyên, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm 75 đến 97%. Nậm Nhùn, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Tam Đường, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm 75 đến 97%. Tân Uyên, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm 75 đến 97%. Phong Thổ, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm 85 đến 90%.